Cậu bé này chỉ vì muốn trốn đi với mẹ, vì vậy mà lại chui vào trong kho lạnh. Bấy giờ y mới phát hiện cửa bị khóa rồi. Cậu gõ cửa kêu cứu nhưng không có ai trả lời. Y sợ hãi, bắt đầu khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ở đây lạnh quá. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tìm thấy một bìa giấy và mang ra góc tường ngồi. Y đã lạnh đến nỗi run bần bật rồi, miệng liên tục gọi bố mẹ. Nhiệt độ trong phòng là 5 độ, cậu bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, dần dần chìm vào hôn mê. Không lâu trước đó, y biết được chuyện mình không phải con ruột của bố. Cậu vô cùng bất ngờ, không dám tin đó là sự thật. Một mình chạy ra ngoài bịt chặt lấy hai tai, còn bố nuôi và bố đẻ cậu vẫn đang liên tục cãi nhau, chỉ vì tranh giành quyền nuôi dưỡng y. Cuối cùng mọi người cũng chú ý đến, y đang ngồi ở bên đường, y đi về phía bọn họ, trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quyết định chọn tin tưởng người bố vẫn luôn đồng hành bên mình từ nhỏ này. Ali vô cùng vui vẻ, nhưng khi về đến nhà y lại nhớ đến cuộc nói chuyện của bố và mẹ lúc nãy. Cậu không phải con đẻ của hai người, bỗng chốc cậu cảm thấy mình là người vô gia cư, khiến cậu buồn tủi đến phát khóc. Ali không biết cậu bé bị làm sao, y ngước lên nhìn bố mẹ không biết phải nói từ đâu. Cậu ôm chầm lấy hai người, Ali an ủi nói mọi chuyện đã qua rồi. Ngày hôm sau y lại nghe thấy mẹ đang than vãn với bố. Em rất ghét khi nhìn thấy anh thiên vị y, có thể quan tâm một chút đến con trai chúng ta không? Ali nói rằng y rất quan trọng với anh, nếu em đã thấy khó chịu như vậy thì em có thể rời đi. Y nghe vậy cũng vô cùng đau lòng, hóa ra là vì mình nên bố mẹ mới không vui, mình là một gánh nặng. Cậu bé quay về phòng thu dọn đồ đạc, mang theo một chút tiền tiết kiệm trong lợn, sau đó chạy sang phòng em trai tạm biệt, khuyên em trai phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Cậu vươn tay xoa đầu em trai, đợi em lớn rồi chúng ta sẽ gặp lại, sau đó đeo ba lô bỏ nhà ra đi. Lát sau mọi người phát hiện y đã mất tích, vội chạy đi tìm khắp nơi. Bấy giờ y đang ở trong siêu thị mua đồ ăn vặt. Lúc thanh toán, cậu bé lôi ra ống tiết kiệm mà mình yêu quý nhất. Cô có thể lấy tiền ở trong đây ra không? Nhân viên thanh toán nói đùa rằng, chi bằng em trực tiếp tặng luôn cho chị cái này đi. Y không đồng ý, cậu nói, em sẽ lấy tiền ra rồi đến đây mua. Nhưng khi cậu bé ra ngoài thì lại nhìn thấy mẹ, cậu sợ hãi vội vàng chạy trốn, vì thế mới dẫn đến đi nhầm vào kho lạnh. Mà lúc này tất cả mọi người cũng đang chạy đến siêu thị. Cậu bé đi lạc vô tình bị nhốt vào trong kho lạnh. Thời khắc quan trọng, bố cậu đã kịp chạy đến. Anh cố hết sức đẩy cửa ra. Lúc này y đã lạnh đến nỗi ngồi co ro một góc. Cậu yếu ớt kêu, bố ơi, con lạnh quá. Ali nhanh chóng bế cậu bé đưa đến bệnh viện. Anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa con bé bỏng của mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Lát sau bác sĩ ra ngoài nói rằng nhiệt độ y rất thấp, nhưng tính mạng đã vượt qua nguy hiểm rồi, nghỉ ngơi một buổi tối là sẽ khỏe trở lại thôi. Bấy giờ mọi người mới thở nhẹ một hơi, cuối cùng y cũng tỉnh lại. Bà nội hỏi cậu bé tại sao lại một mình đi ra ngoài. Cậu bé nói vì mình nhìn thấy bố mẹ cãi nhau chỉ vì mình. Bố nuôi và bố ruột cậu đứng ở bên thì vô cùng áy náy, nhưng hai người vẫn đang nỗ lực tranh giành quyền nuôi dưỡng y. Hôm đó Ali và Sun đến gặp luật sư nói chuyện. Trùng hợp là Hassan và Aksa cũng đến đó. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Mẹ Ali cũng đang tranh luận với anh về chuyện quyền giám hộ y. Bà nói rằng Hassan và Aksa là bố mẹ ruột của y, quyền giám hộ nên là của hai người họ. Ali vô cùng tức giận. Mẹ anh cũng rất đau khổ. Bà biết tất cả mọi chuyện đều là do năm xưa mình đối xử không công bằng với hai đứa con. Y đứng bên ngoài nghe thấy tất cả, cậu hỏi bà nội tại sao bố lại làm bà giận. Bà nội ôm lấy cậu nói, cháu bỏ trốn khiến mọi người rất lo lắng, đây là lý do mà bà và bố cháu cãi nhau. Y nói cháu muốn bà vui vẻ trở lại. Bà nội ôm chầm lấy cậu và bật khóc. Rất nhanh đã đến ngày cả hai phải ra tòa, Hassan và Aksa cũng đến. Trên tòa, Aksa nói rằng mình là mẹ đẻ của y, đây là sức mạnh tình thân lớn nhất trên thế giới, tôi tin tôi có thể làm một người mẹ tốt. Cứ như vậy quyền giám hộ thuộc về hai vợ chồng Aksa. Hôm đó bọn họ lái xe đến đón y. Cậu bé ngồi trên xe, ánh mắt lưu luyến nhìn bố mình. Ali rơi nước mắt đứng tiễn cậu bé rời đi. Sau khi đến nhà mới, tâm trạng y vô cùng tồi tệ. Mặc dù cậu đã chấp nhận việc Hassan và Aksa là bố mẹ ruột, nhưng cậu vẫn nhớ nhung bố Ali. Buổi tối cậu liên tục khóc, khóc đến nỗi gối ướt sũng rồi. Hassan chạy đến hỏi có phải con thấy không vui không, rồi nhẹ nhàng an ủi cậu bé. Lát sau Hassan ra bếp ngồi âm thầm rơi nước mắt. Mà Ali cũng không quen với việc y không có ở đây, anh đau đớn nằm trên giường cậu bé. Ngày hôm sau Ali đến nhà Hassan, hai người lần đầu tiên nói chuyện tử tế với nhau. Họ kể lại chuyện tối qua cho nhau nghe. Lát sau Aksa dẫn y ra ngoài. Cậu bé nhìn thấy Ali thì vô cùng vui mừng. Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau. Được rồi, tới đây thôi. Nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé.